Đồ Cô Đô Tĩnh xin kính chào quý vị và các bác thân mến. Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bác trong chương trình giới thiệu những cái tác phẩm đồ gỗ lối xưa của Đỗ Tĩnh gửi đến quý vị khán giả. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một bộ bàn ghế rất là đẹp nữa, một tác phẩm rất là đẹp. Đó chính là bộ bàn ghế trúc dưa 7 món đang có mặt tại trước showroom của Đỗ Tĩnh đây. Và bộ ghế này được làm bằng chất liệu gỗ ủ mật nha các bác. Chất liệu gỗ ủ mật và được chúng tôi hoàn thiện cực kỳ là kỹ lưỡng. Vâng, bộ ghế trúc dưa này thì cũng là một trong những cái bộ ghế rất là quen thuộc, đã từng được các cụ của nhà chúng ta sử dụng cách đây hàng trăm năm nay rồi, và nó vẫn tiếp tục duy trì cho đến tận bây giờ, vẫn còn được các bác ưa chuộng. Một bộ bàn ghế trông rất là mộc mạc, giản dị, gần gũi, dân dã, với những cái đốt tre, đốt trúc đặc trưng cho những vùng đồng quê nông thôn ngày xưa. Đó, thân cây tre, cây trúc được tận dụng để làm ra những cái bộ bàn ghế chúng ta ngồi. Và thay vì dùng những cái cây tre, cây trúc thật thì chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ gụ mật, đục chạm đi, đẽo gọt đi, tạo thành một cái bộ bàn ghế gọi là bộ ghế trúc dưa, rất là đẹp ở đây. Thưa các bác có thể quan sát nhé. Bằng kỹ thuật đánh chổi tre và lau rơm thì những cái thớ gỗ này sẽ trở nên vô cùng là mịn màng, vô cùng là bóng. Đó, hoàn thiện cực kỳ là tỉ mỉ, cực kỳ là tỉ mỉ. Các bác có thể quan sát thấy ở đây tỉ mỉ như thế nào ạ? Chúng tôi đã dành rất nhiều công sức, trà đi trà lại rất rất nhiều lần. Và cuối cùng là kỹ thuật lau rơm và quật chổi tre. Đó là những cái kỹ thuật làm bóng gỗ một cách tự nhiên. Đó. Ở giữa phần tựa ghế thì chúng ta sẽ có một tấm đá núi Trọn Vân, tấm đá tròn để chúng tôi gắn vào, tạo một cái điểm nhấn rất là nổi bật cho cả chiếc ghế luôn. Đảm bảo các bác, trên thị trường có rất ít những cái nhà người ta có thể làm được kỹ như thế này, được bóng bẩy như thế này, được mịn màng như thế này. Đó, những cái thân tre trúc đó, các bác phải sờ vào cơ. Tại sao chúng tôi nói là nó mịn, nó mát thì các bác phải sờ bằng tay, trực tiếp bằng tay ở đây thì mới cảm nhận được rõ rệt, được cảm nhận được chính xác nó thực sự là mềm mại, nó mượt mà như thế nào. Đó. Nhìn qua video này chúng ta chỉ cảm nhận được khoảng tầm 20% thôi, còn khi mà sờ vào tận tay thì chúng ta mới cảm nhận được hết. Và các bác mà có điều kiện, thời gian thì rất là hoan nghênh, rất là chào mừng các bác đến với lại showroom chúng tôi tại địa chỉ làng nghề 1 xã Hải Minh, huyện Hậu, tỉnh Nam Định, để chúng ta cùng chiêm ngưỡng những cái tác phẩm đồ gỗ rất là đẹp của chúng tôi đang có ở đây, và đặc biệt là sờ tận tay những cái tác phẩm như thế này rất là đã luôn nha các bác, rất sướng. Này, chân ghế nha các bác, chân ghế thì cũng được đục hình thân đốt trúc, nó cũng được uốn trông rất là điệu, rất là nhẹ nhàng, cảm giác y là một cái gióng trúc thật vậy, rất là đẹp, rất là tinh tế. Như vậy thì chúng ta sẽ có một chiếc ghế với kích thước là rộng 50 phân, sâu 45, chiều cao lên đến mặt là 44 phân và cao lên đến tựa là 1m09 phân. Đó. Xét về tổng thể thì đây là một bộ ghế cũng khá là nhỏ gọn và xinh xắn thôi. Với kích thước khoảng tầm 10 đến 15 m2 chúng ta hoàn toàn có thể kê bộ ghế này vào, rất là đẹp và hợp lý. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn ở đường kính là 85 phân. Chiều cao từ chân lên đến mặt bàn là 75 phân. Và đây là phần chân bàn nha các bác. Và chân bàn này thì được thiết kế một cái kiểu dáng trông cũng khá đặc biệt, khá đẹp. Phần bệ, phần liễu của chiếc mặt bàn đây thì là những cái hình tượng như là đốt trúc, rồi là những cái dây leo chạy xung quanh bốn mặt của chiếc bàn. Và một lần nữa phải nhắc lại thêm với các bác là tất cả những cái bề mặt đây là mặt bàn nha, mặt bàn, mặt ghế hay tất cả những cái bề mặt đều là được hoàn thiện rất là kỹ, rất là mịn ạ.
Sờ đảm bảo bao xương luôn ạ. Ở giữa mặt bàn thì chúng tôi trang bị cho một tấm đá, trang bị một tấm đá đá núi trọn vân, tạo một cái điểm nhấn cũng rất là đẹp. Nhìn phần chân bàn như thế này, chúng ta có thể tưởng tượng được ra rằng là những cái thân cây trúc, cây tre còn non nhá, cây tre còn non được bó lại với nhau và được uốn nắn tạo hình thành hình chiếc chân bàn như thế này, rất là đặc biệt và rất là đẹp. Đó, thì một lần nữa chúng ta hãy cùng quan sát lại cái độ mềm mại, cái độ dẻo, độ bay của chiếc tay ghế này. Uốn lượn có chỗ cao, chỗ thấp này, và vòng xuống bên dưới một vòng, tạo lên một cái tay ghế rất là đẹp. Và đặc biệt rất là mịn luôn ạ. Rất mịn, bóng mịn, sờ sướng. Tiếp theo thì đây là mặt sau của chiếc ghế nha các bác. Mặt sau của chiếc ghế cũng được hoàn thiện đánh bóng như mặt trước, không có sự khác biệt quá nhiều ở đây. Cái mặt sau này là một cái mặt gỗ để khóa cái mặt đá ở phía trước. Giả sử như là mặt đá mà có vấn đề gì, có thể là tháo cái ốp gỗ này ra để thay thế, rất là tiện và cũng rất là đẹp. Vâng, và như vậy trên đây là bộ bàn ghế trúc dưa 7 món bằng chất liệu gỗ gụ mật mà Đồ Gỗ Đỗ Tinh chúng tôi sẽ chuyển đi bàn giao cho một vị khách ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ngay sau đây thôi. Và nếu các bác nào quan tâm đến bộ bàn ghế trúc dưa như thế này thì hãy nhanh tay liên hệ với Đồ Gỗ Đỗ Tinh qua số điện thoại 0948 777 798 để được chúng tôi tư vấn và báo giá cho quý vị nhé. Hoặc các bác có thể truy cập vào website dotinh.com để tham khảo thêm những cái mẫu mã khác, những cái sản phẩm khác của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bác rất nhiều đã quan tâm và đồng hành cùng với Đồ Gỗ Đỗ Tinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.